loài vật nuôi có thể được mua với giá 330.000. Đến xem có con vật nào bạn thích không. Đầu tiên chú cá khủng long lục giác, có giá khoảng 170.000. Khi còn nhỏ nó giống như một con nòng nọc, khi lớn lên trông như hoa như ngọc. Vẻ mặt nó có vẻ rất hung dữ, thật ra nó tấn công cũng bằng không. Bạn có thể thò tay vào và sờ đầu nó. Nó sẽ không cắn bạn đâu. Nó có đầu óc đơn giản, giống như một kẻ ngốc. Nó thường hay ngớ ngẩn. Ở dưới nước nó giống như thạch. Đến giờ ăn nó sẽ ăn nhanh như gió. Cá lớn cá bé nó đều ăn hết. Khi nó ăn no, nó sẽ mỉm cười với bạn. Bên ngoài nó là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại đang có 100.000 hộ gia đình nuôi nó. Điều quan trọng nhất là khả năng hồi phục của nó rất mạnh. Khi chân nó bị nhiễm trùng và đau, bạn có thể lấy kéo và cắt nó đi, bởi vì nó sẽ có thể mọc lại chân. Thứ hai là thú cưng thỏ có giá khoảng 130.000. Đây là thú cưng mà một đấng trượng phu nên có. Vẻ ngoài dễ thương và vô hại, suy nghĩ bên trong là các loại điều kỳ lạ. Đôi mắt của nó làm cho các chị em phụ nữ phải ghen tị. Nó rất nhẹ, bạn có thể dễ dàng cầm nó trong tay. Nhưng thỏ cũng có tính nóng này, khi tức giận nó sẽ gào thét lên. Lông của nó rất mượt mà, nhưng nó thích được bạn chạm vào tay hơn. Thật ra con thỏ có 28 cái răng. Không phải tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là hai chiếc răng cửa. Nếu bạn không thèm ăn thỏ nướng, nó có thể ở bên bạn khoảng 9 năm. Thứ ba, thú cưng rùa có giá khoảng 100.000. Bạn không cần phải lo lắng về nó. Sau khi cho ít nước vào bể, chỉ cần bạn yên lặng nhìn nó là được. Nó không có ích nên không phải lo lắng. Đầy nhiệt huyết với cuộc sống bằng 4 chân. Và thật dễ thương khi nó bơi bằng 2 chân. Nhìn nó thật ngu ngốc. Một khi đã ngã xuống sẽ rất khó đứng dậy. Có loài rùa có thể sống tới hàng trăm năm. Nếu bạn không nuôi dạy nó tốt, bạn nên thả bó ra ngoài tự nhiên.